Vâng, xin chào các bạn. Chúng ta đang cần một cái máy gọi là nhẹ, một cái máy cũng là gọi là tương đối là gọn, với màn hình là 14 inch Full HD với tấm nền IPS đó. Và nhu cầu là làm việc về văn phòng và cái nơi chúng ta hay có về như là cái máy để mà làm sao phải là bền và là chắc chắn. Thì đây, hôm nay là mình sẽ đưa ra một dòng máy mà trong phân khúc và như là trên 10 triệu ha. Thì đây là dòng máy gọi là Dell Latitude 7480, đang được trang bị với cấu hình cũng khá là tốt, đó chính là Core i7, Core i7 ha, 6600, RAM 8GB với SSD là 256GB, với màn hình Full HD với tấm nền IPS và máy có bàn phím về LED đó. Máy gọi là sao các bạn, khá là đẹp, mẫu bắt mắt trên đây. Thì đây là dòng máy là Dell Latitude 7480. Các bạn nhìn thấy nè, với một cân nặng khoảng chừng là 1,3 đến 1,4 kg thôi. Đó. Thì nếu như mà cái cấu hình mà như thế này, chúng ta nhìn thấy là cái khả năng về khởi động, khả năng về boot, khả năng về như là xử lý và như là những tính trình về như là văn phòng để cho là chạy mượt mà. Thì dòng Dell Latitude 7480 này nó sẽ đáp ứng được những cái công việc mà hầu như những cái gì chúng ta đang nêu ra. Đó. Một cái phân khúc coi là giá cũng tương đối là phù hợp dành cho những ai mà chúng ta đang cần một cái máy Core i7, RAM 8GB, SSD 256, màn hình Full HD, IPS đó, và có thể ngửa ra lên tới 180 độ như này. Thì hôm nay mình sẽ review cái máy này và mình gửi cho khách ở tỉnh ở Bình Thuận ha. Đó, thì hôm nay là đây là sẽ mời các bạn cùng xem chi tiết về cái máy Latitude 7480 trên đây. Thưa các bạn sẽ nhìn thấy đây, đây là cái đơn hàng mà mình gửi cho khách hàng đây. Đây là anh khách ở anh Phạm Chiêu Văn ở khu công nghiệp Bến Lội, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Và anh là đang là làm trong Hit Honda của Bình Thuận ha. Thì anh có yêu cầu là gửi một cái máy Latitude 7480 này về cho anh. Đó. Thì bây giờ bên đây là mình sẽ đóng gói và gửi về. Thì giờ mình sẽ review sơ bộ để mời chúng ta cùng xem luôn. Thưa các bạn, cái dòng máy nè, Latitude 7480 đây. Thấy chưa? Chúng ta nhìn từ trên, nhìn xuống dưới đây. Các bạn nhìn thấy nè, nó cũng khá là đẹp, khá là bắt mắt, đúng không? Rất là dễ chịu. Đó, một cái mẫu là sao các bạn? Logo màu trắng, cái nền màu đen. Đó, đằng ra trước là sẽ có một tấm lược. Qua bên hông bên đây, thưa các bạn sẽ nhìn thấy đây nè. Cái máy nó sẽ có gì đây? Cổng HDMI nè. Đây. Đó, HDMI, Type C, cổng sạc, hai cổng USB 3.0. Cái này 3.1 được luôn nha các bạn, sạc nhanh. Sạc được luôn. Đó, thẻ SD. Rồi qua bên hông bên đây. Các bạn sẽ nhìn thấy đây nè, nó sẽ có về cổng LAN nè, LAN Gigabit. Đây là vị trí về cổng USB. Đây là cổng SD, đây là thẻ nhớ, đây là mic và jack 3.5. Đây là vị trí về chống mất trộm nè. Đó. Thì đây là mình có review xung quanh như thế này để mà chúng ta xem. Đằng sau, phía đằng sau thì các bạn nhìn thấy là đằng sau của máy này nó cũng gọi là cái viền nè, hợp kim nè, nhôm maze nè. Thấy chưa? Khá là đẹp, khá là bắt mắt. Thưa các bạn sẽ nhìn thấy về phía đằng sau. Đằng sau còn một cái máy đây. Đằng sau máy thì nó sẽ có là Latitude 7480. Đó. 7480 ha. Đây là license của Windows 10 bản Pro. Bản Pro ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy trên đây. Cái máy này như thế này, cái này ngửa ra lên tới là 180 độ. Các bạn thấy sao các bạn? Khá là tuyệt vời đúng không? Đó, mình thấy là cây này là khá bắt mắt, rất là đẹp. Thì dòng máy này phiên bản là cây như là chúng ta sẽ nhìn thấy đây, ngửa ra 180 độ. Đó, máy là rất là dễ chịu, rất là đẹp. Đó. Thì ở đây là dòng máy mà coi như là với một cái lớp là hợp kim nhôm maze. Đó, trên mặt đáy nè. Đây, nhôm maze đây. Cảm giác rất là chắc chắn, rất là đẹp. Thưa các bạn nhìn thấy là như đây là từ trên xuống dưới. Chúng ta nhìn một cái máy nè. Đây, từ trên xuống dưới đây. Thấy chưa? Đó. Và các cổng đây mình sẽ review các cổng để mời các bạn xem. Các bạn nhìn thấy cái cảnh là các cổng mình đang review nè. Thấy chưa? Đó. Rắc nguồn nè, với sạc nè. Qua bên hông đây. Các bạn thấy chưa? Cận cảnh nha. Rồi qua bên hông đây.
Đó, đây là mình review về cho khách hàng, gửi về khách hàng xem. Thấy chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra bên trong và xem về từng cái chi tiết trên đây. Mời chúng ta cùng xem. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thấy từ trên xuống dưới đây. Đó, với một cái màn hình là 14 inch, với tấm nền IPS, các bạn nhìn thấy rất là sáng và rất là đẹp. Thấy chưa? Và máy thì các bạn nhìn thấy có bàn phím nè, cho phép làm việc về ban đêm nè. Thấy chưa? Đây mình lướt từ trên xuống dưới nè. Đây, các bạn nhìn thấy phím đây. Đây mình đi cận cảnh vài lại ha, để mời các bạn xem. Đây, đây độ sâu của phím đây. Các bạn nhìn thấy độ sâu của phím nè, nó có độ sâu vừa phải, khá là tốt. Thấy chưa? Đây là mình zoom lại lên, các bạn xem về các độ sâu của phím trên đây. Đó, đó, cảm giác tất cả các phím này đánh và gõ là rất là sướng. Tại vì ở đây các bạn nhìn thấy là cái độ nhô của phím là cũng phải là vừa đủ. Tôi bé. Rồi, bây giờ chúng ta đi chi tiết của hình. Mới một cái máy rồi các bạn nhìn thấy là màn hình đẹp không các bạn? Cực kỳ đẹp luôn. Với một cái độ phân giải màn hình đây, đó chính là Full HD và với tấm nền IPS. Các bạn nhìn thấy không? 1920x1080. Đó. Và cái nữa là cấu hình. Cấu hình của máy đang được trang bị trên đây. Mình đang đưa ra đây là cấu hình là hiện tại để mời các bạn xem. Nó có về như là webcam nè, hai cái mic hai bên. Core i7-6600, RAM 8GB và với SSD là 256GB. Đó, HD Graphics 520. Bây giờ mình sẽ review và mình đóng gói gửi về cho khách hàng. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là có về sạc nè. Sạc nè, để mình gửi về cho khách hàng đây. Mời các bạn xem. Đó. Đây ha. Sạc. Bao gồm sạc, rồi khăn, rồi chuột, rồi lót chuột. Đây là những cái mình có thể tặng được cho khách đây. Đây là sạc ha. Chuột nè. Đó. Khăn nè. Khăn này dùng để lau. Lau máy khá là tốt. Khá là đẹp. Lót chuột. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đóng gói gửi về cho khách hàng. Bây giờ như sau mình sẽ đóng gói vào trên cái gì đây? Cái bọc ni lông trước nè. Đó. Đóng vào đây. Các bạn nhìn thấy trên đây. Và cái thứ hai ở đây là mình sẽ đóng gói vào gì đây? Ở cái túi xốc. Đó, túi xốc. Rồi cái thứ ba, bây giờ mình sẽ đóng gói vào trong thùng. Đây là mình sẽ đóng gói đây nè. Đó, máy cho vào đây. Cho mút vào đây. Cho an toàn. Đó, giờ sẽ đưa sạc, đưa vào vô. Rồi bây giờ mình sẽ đóng gói và gửi đến khách hàng đây trên đây ha. Rồi, clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Mọi thông tin thắc mắc chúng ta có thể liên hệ là 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp. Đây địa chỉ của mình đây. 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. 0922 422 422. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo.